mẹ mình bị tiền đình thiếu máu lên não nhưng lại không bị say xe, thế thì chữa như thế nào? Rất là nhiều anh chị diện trần ấy, lấy cái này gõ khu vực này, thậm chí là phải nói là phải gõ thế nọ thế kia lắm rồi. Thực ra chúng ta thường là biến một thứ đơn giản trở lên phức tạp, xong quay lại dạy người khác. Làm gì phải dùng thế? Với những người rối loạn tiền đình thì mình cũng đã chỉ rồi, các anh chị cứ vỗ nhảy thôi, vỗ đầu, vỗ toàn bộ nhé, vỗ được khu vực này càng nhiều càng tốt, chịu khó vỗ. Và cái quan trọng nhất là khi mà vỗ thì hít thật sâu, thở giật đều từ từ ra, và đọc những cái năng lượng nó tốt nhất, bởi vì cái nó yêu mang yếu tố tâm lý nhé, thì nó sẽ rất là ok nhé. Xin chào.